Xin chào các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gọi là xử lý cũng như là điền thông tin ở trong cái file tính toán chi phí này của Shopee. Đây các bạn nhé. Cột bên này là cột gọi là hiển thị cái phần trăm chi phí của từng cái chi phí như phí thanh toán này, phí cố định, phí ship extra này, phí ship extra cộng phí ship extra plus này, hoàn su này. Đấy, thì các bạn có thể thấy là ở đây sẽ có những cái loại chi phí nào mà các bạn sẽ mất, đúng không? Như ở đây nhá, thì các bạn sẽ hình dung được là mình sẽ đưa ra cái gọi là cái khái niệm ở cho mỗi cái loại chi phí mà các bạn sẽ có khi mà bán hàng trên Shopee. Như ở đây là bên này là các cột chi phí sẽ được tính toán. Thì do hiện tại chương trình của Shopee là gì? Các bạn đăng ký bất kỳ cái chương trình phí ship extra, phí ship extra plus hoặc là hoàn su thì sẽ được miễn phí cố định, thì ở đây nó sẽ là 0%. Thì khi mà các bạn không ấn không tham gia này thì nó sẽ về là 4%. Không tham gia thì sẽ là 4% của chi phí cố định và tổng của ba cái này nghe. Ở đây cái cột này là sẽ tổng của ba cái của ba cái gọi là cái của ba cái gọi là cái bộ 567 nhá các bạn. Đấy, A567 nhá các bạn nhá. Ok. Ok nhá. Thì các bạn có thể thấy là ô này thì bằng 3 ô này cộng lại, thì khi khi mà các bạn chọn extra chẳng hạn thì nó sẽ là 8% đi, thì cộng hai này là 12%, đúng không? Cộng tổng hai này là 12%, các bạn hình dung nhá, thì cộng tổng hai này là 12%. Rồi giả sử như hoàn su đi là cộng hai này là 9%. Đó, rồi không tham gia thì là mất 8%. Không tham gia mất 8%. Mà tham gia bất kỳ một gói gì, ví dụ các bạn tham gia cái hoàn su ấy là 9% thôi, thì nó chỉ tăng lên 1% là các bạn có thể là đã có các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng rồi, đúng không? Thì tại sao mình không tham gia? Thì ở đây ấy, khi 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 mà các bạn chọn xong cái gói mà mình tham gia ấy, thì cột bên này là thuế các chi phí để bán hàng nữa. Người gọi là cái chi phí thuế này là cố định rồi, các chi phí khác là biến biến phí, tức là ví dụ như là cái combo này, mã giảm giá, đúng không? Thì các bạn sẽ để tùy biến theo cái của mình, có thể biến đổi là cái ví dụ mình để 10%, thì tổng chi phí nó sẽ bằng là tổng chi phí chia cho cái giá bán, nó có thể là 21,9%. Thì các bạn có thể thấy là nó cũng có thể bằng là tất cả các chi phí bên này cộng vào, đúng không? Các bạn thấy là đây 9 này, 1,5%, 10%, đúng không? 21,9%. Thì các bạn có thể thấy là ở đây nếu mà các bạn muốn bán lời hơn, thì muốn bán lời trên Shopee thì các bạn bắt buộc phải tìm những cái sản phẩm mà có phần trăm lợi nhuận cao hơn 21,9%, hoặc là các bạn nâng giá lên để làm sao mà nó lợi nhuận cao hơn là 21,9%, đúng không? Đó là lợi thế mà khi mà các bạn phân tích cái chi phí bán hàng, chưa nói đến cái việc bạn bán giá bao nhiêu. Bạn chỉ cần phân tích là cái sản phẩm bạn nhập là 180 đi, các bạn check giá trên Shopee là nó bán 200, tức là các bạn lời bao nhiêu? 20, đúng không? Lời bao nhiêu nhỉ? Lời khoảng
20.000 chia cho 200 là 10%. 10% thì nó không đáp ứng được cái nhu cầu ở trong cái việc bán hàng này, đúng không? Các bạn hình dung là nó lỗ khá là nhiều trong cái việc mà các bạn nhập nhập cao bán thấp. Đây, ví dụ 200 này thì đây các bạn còn cái nịt luôn 22%, thì tổng chi phí đã 44.000 rồi. Thì một là các bạn là tăng giá bán, hai là các bạn là giảm giá nhập, ba nữa là các bạn giảm chi phí. Giảm chi phí ở đây ấy, là phần loại chi phí này ấy, thì hai cái phí này là cố định, thuế cố định rồi đúng không? Thì các bạn có thể thay thế hoặc là tối ưu cái chi phí gì, quảng cáo này, deal này đúng không, phí ship này đúng không? Đấy thì đấy là những cái mà các bạn có thể tối ưu được. Thì ngay bằng cái việc đó là gì, các bạn chỉ cần là bằng một cách là ở đây nhá, các bạn chỉ cần là ở đây khi mà các bạn không tham gia cái chương trình nào ấy thì đã mất 8%. 8% thì khách hàng không dùng được bất kỳ cái voucher gì, kể cả free ship thì cái tỷ lệ chuyển đổi rất là thấp. Thì do đó các bạn thấy là có thể là cái chi phí bán của bạn thấp, nhưng mà ngược lại là cái việc là nó không ra đơn thì các bạn hầu như chả mất gì luôn, đúng không? Thì cùng lắm là mất hàng thôi. Còn khi mà các bạn tham gia hoàn su nó mất thêm 5% nữa thì tổng của bạn là 9% ở đây rồi, đúng không? Và các bạn có cách mà không cần quảng cáo mà vẫn ra đơn thì các bạn mất tổng chi phí chỉ là 10,5%, đúng không? Thì 10,5% thì là hòa nếu mà các bạn đây, ví dụ như là các bạn chỉ lỗ là 5.000, kể tổng cộng cái tiền phí đóng gói đấy, thì các bạn có thể hình dung là các bạn có cái file này ấy, thì các bạn sẽ có những cái chiến lược bán nó sẽ hiệu quả hơn so với cái việc là các bạn cứ mường tượng là lời bao nhiêu bán bao nhiêu nhập bao nhiêu thì các bạn lời bấy nhiêu, nhưng mà các bạn không có cái file hoạch định chiến lược giá này thì các bạn sẽ không thể nào mà biết được là mình sẽ phải giải quyết cái vấn đề này, đó như thế nào để làm sao mình có lời bán hàng, có lời trên sàn như những cái mẹo mình vừa chỉ đấy. Thì hy vọng qua cái chia sẻ này của mình thì các bạn ấy sẽ hiểu rõ ràng hơn về các loại chi phí, cũng như là các bạn biết được là mình cần phải làm gì để tối ưu được cái chi phí bán hàng và mang lại lợi nhuận cho cái gian hàng của mình. Thì hy vọng các bạn có nhiều kiến thức bổ ích từ các video của mình. Nếu các bạn muốn có file này thì có thể liên hệ với mình để sở hữu nó, cũng như có thể là donate cho cái kênh của mình phát triển hơn. Mình có nhiều cái gọi là cái động lực để mà có thể là chia sẻ nhiều cho các bạn. Ví dụ như cái bài này mình chia sẻ thì nếu mà các bạn áp dụng được ấy, thì mình tin chắc là các bạn sẽ không bao giờ lỗ được trên sàn được cả, hoặc là lỗ cũng có kế hoạch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau.